Tốc độ đô thị hóa nhanh, đất sản xuất nông nghiệp ngày càng thu hẹp. Ngành nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đang chuyển dịch theo hướng nông nghiệp đô thị, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học. Điều đáng ghi nhận đó là các chính sách hỗ trợ cho hoạt động sản xuất được triển khai đồng bộ từ trung ương đến địa phương đã đi vào thực tế một cách hiệu quả. Định hướng này đi đúng tinh thần nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hoa lan được xem là sản phẩm phù hợp trồng ở đô thị và mang lại giá trị kinh tế cao. Vì vậy, hoa lan được chọn là một trong năm nhóm sản phẩm chủ lực của thành phố. Với lợi thế này, hàng năm Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình dành riêng cho hoa lan. Festival Hoa lan Thành phố Hồ Chí Minh lần 2 vừa rồi đã giới thiệu 29.000 sản phẩm các loại, đặc biệt là hơn 91% hoa trong lễ hội được trồng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Bên Sở Nông nghiệp cũng có hỗ trợ chỉ dẫn cho mình là làm những cái nhà công nghệ cao, làm sao cho đạt chuẩn và trồng cây sẽ chuẩn nhất. Lan và hoa kiểng cung cấp cho thị trường Thành phố Hồ Chí Minh nó cũng chưa đạt được quá 20%. Như vậy chúng tôi kỳ vọng vừa tạo thu nhập cho người làm vườn, người nông dân và vừa có cái cảnh quan cung cấp cho người dân thành phố và đặc biệt là thu hút khách du lịch. Trong năm 2022, Thành phố Hồ Chí Minh có gần 14.000 hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Các đơn vị này tập trung phát triển các sản phẩm tiêu biểu của thành phố, mạnh dạn chuyển đổi mô hình theo hướng nông nghiệp đô thị, tạo ra sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn, chất lượng cao. Sự nhanh nhạy trong việc ứng dụng công nghệ giúp sản phẩm tăng cả về năng suất và chất lượng. Khi mà hợp tác xã nghiên cứu phát triển cái hệ thống nông nghiệp công nghệ cao như là hệ thống thủy canh hồi lưu, một diện tích 1.000 mét vuông có thể tăng được sản lượng gấp 3 gấp 4 lần so với truyền thống, cũng như là nâng cao được chất lượng rau tại trồng tại hợp tác xã. Đối với lĩnh vực công nghệ sinh học, Trung tâm Công nghệ sinh học Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho ra đời nhiều dự án và đã áp dụng hiệu quả vào thực tế. Điển hình như công trình nghiên cứu chế tạo sản phẩm interferon heo tái tổ hợp, sản phẩm bước đầu chứng minh được hiệu quả trong phòng bệnh dịch tả heo châu Phi và tiềm năng phòng và trị bệnh do virus khác. Chúng tôi lựa chọn cái hệ thống biểu hiện là nấm men Picapasturis để biểu hiện hai cái protein tái tổ hợp này. Và nấm men được biết là rất là an toàn và cái quy trình sản xuất của chúng tôi phát triển cũng cho một cái giá thành hợp lý để có thể ứng dụng được trong ngành chăn nuôi và thú y rất hiệu quả. Thành ủy cũng đã có cái chương trình hành động số 28 đầu năm 2023 và vẫn khẳng định một điều là tất cả những cái quyết sách liên quan tới tân nông là một cái điều kiện rất là quan trọng đối với Thành phố Hồ Chí Minh mình. Và đặc biệt nhất là mình khẳng định sẽ bám sát theo cái quyết định 150 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển nông nghiệp nông thôn. Trong đó khẳng định cái việc là nông nghiệp là sinh thái, nông dân là văn minh và nông thôn là hiện đại. Dư địa phát triển nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh còn nhiều nhờ lợi thế thị trường đa dạng, có nguồn nhân lực chất lượng cao cùng nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực. Những trợ lực này giúp những công trình nghiên cứu hay những mô hình hay mà ngành nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai đạt hiệu quả cao, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, giá trị nông sản, tăng khả năng cạnh tranh với các sản phẩm nhập khẩu, từ đó xây dựng nền nông nghiệp thông minh, an toàn, hiệu quả.